gần 1.500 lượt cán bộ và trên 1.200 lượt sinh viên trao đổi ở nước ngoài mỗi năm. Hàng nghìn sinh viên bậc đại học được trao học bổng từ các doanh nghiệp với tổng giá trị 5 tỷ đồng một năm. Hàng chục đề tài, chương trình, dự án lớn phục vụ cộng đồng và theo đặt hàng của các doanh nghiệp đang được các nhà khoa học và các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Đó là kết quả từ những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và sự chung tay của doanh nghiệp trong việc góp phần hiện thực hóa những ý tưởng khoa học và giáo dục mà Đại học Quốc gia Hà Nội đang ấp ủ và triển khai. Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với vị thế và vai trò tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thiết lập được cơ chế gắn kết bền chặt với các đối tác khoa học, đối tác đào tạo, các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế để dẫn dắt các xu thế phát triển, cùng doanh nghiệp tham gia vào quá trình kiến tạo giá trị cho xã hội. Bởi vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu quan tâm đến tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm và số lượng các ấn phẩm khoa học đã được xuất bản, mà sẽ chú trọng đến tỷ lệ sinh viên có khả năng khởi nghiệp và lượng tri thức được thương mại hóa, đóng góp trực tiếp vào sự gia tăng giá trị xã hội, cách tiếp cận mới để phát triển giáo dục đại học phù hợp với xu thế mới và hội nhập thế giới. Đặc biệt, trong một năm gần đây, trên cơ sở nền tảng hợp tác sẵn có, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thúc đẩy tích cực, hợp tác hiệu quả, đối tác tin cậy trong việc phối hợp công tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho một số doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Tập đoàn TNT, Tập đoàn DIC. Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học đa ngành, đa lĩnh vực, tiên tiến, chất lượng cao, hàng đầu đất nước và liên tục vươn cao trên các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Times Higher Education, QS, Webometrics. Nhu cầu tất yếu để thành lập kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp. Trong bối cảnh chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 càng cho thấy tính vạn biến của thời cuộc, thách thức sự linh hoạt của tất cả các ngành nghề trong xã hội, bao gồm cả giáo dục, trong việc thay đổi mục tiêu và hoạt động, sao cho phù hợp với sự biến đổi của đời sống kinh tế xã hội nói chung và nhu cầu nhà tuyển dụng nói riêng. Để tồn tại và phát triển trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp thu các công nghệ hiện đại. Trong khi đó, các cơ sở giáo dục chính là các nguồn cung hiệu quả cho nhu cầu này. Đồng thời, cũng thụ hưởng những kết quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp vào việc hiệu chỉnh chương trình đào tạo, nghiên cứu. Sự liên kết của cộng đồng doanh nghiệp với cơ sở giáo dục dưới sự định hướng của các cơ quan chức năng là một yêu cầu tất yếu hiện nay. Thực tế đó thôi thúc Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai một mô hình kênh hợp tác phát triển doanh nghiệp VNU's University Industry Collaboration Hub, gọi tắt là VIC, với mục tiêu trở thành điểm kết nối giữa Đại học Quốc gia với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các khu công nghệ cao và khu đô thị sáng tạo của thành phố Hà Nội. Website chính thức của kênh là vic.vnu.edu.vn. Mô hình đại học doanh nghiệp trên thế giới. Mô hình đại học doanh nghiệp tồn tại trường đại học trong doanh nghiệp và doanh nghiệp trong trường đại học, và mô hình hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp đã phát triển rất phổ biến trên thế giới. Sự hợp tác này tác động tích cực tới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong đại học và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên. Trên thế giới, các mức độ hợp tác đại học doanh nghiệp phổ biến là tiếp cận sinh viên đến thực tập, tham quan thực tế, hỗ trợ chi phí và thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Các mức cao hơn là trao đổi chuyên gia, chia sẻ tri thức, công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu, triển khai để cùng sở hữu và chuyển giao công nghệ, cùng đầu tư phát triển doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã hội. Để thúc đẩy mối quan hệ này thì vai trò nòng cốt thuộc về chính các trường đại học và các doanh nghiệp. Tuy nhiên tại Việt Nam, mối liên kết này mới chỉ được hình thành trong ngắn hạn, chưa tận dụng hết tiềm năng của mô hình này. Nhằm hiện thực hóa mô hình hợp tác đại học doanh nghiệp hiệu quả và lâu dài, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch ban điều hành của dự án, cùng với ban cố vấn là đại diện các hiệp hội doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bộ máy hoạt động của kênh còn bao gồm các tiểu ban chuyên môn để kết nối doanh nghiệp gồm 1. Tiểu ban tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
2. Tiểu ban đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học và công nghệ. 3. Tiểu ban khởi nghiệp. 4. Tiểu ban truyền thông. Đơn vị đầu mối thường trực và quản lý hành chính các hoạt động của kênh là Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn Nhân lực, Văn phòng, các ban chức năng, Câu lạc bộ Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội cũng sẽ tham gia vào công tác điều hành kênh. Tổng quan kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội. VIC thúc đẩy hoạt động chuyển giao hai chiều, giải phóng nguồn lực từ bên trong Đại học Quốc gia Hà Nội gắn với trách nhiệm phục vụ cộng đồng và thu hút nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội và các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của hai bên. Mục tiêu của VIC là nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác ba bên giữa viện, trường, doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nghiên cứu và tư vấn chính sách để phát triển doanh nghiệp. VIC có vai trò phối hợp, thúc đẩy hợp tác giữa đại học, doanh nghiệp với các chương trình của chính phủ, phân loại, định hướng và đánh giá kết quả hợp tác, xây dựng các giải pháp khuyến khích, thúc đẩy trao đổi chuyên gia, nhà nghiên cứu giữa hai bên, xây dựng chiến lược, chương trình, giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho đại học, xúc tiến đầu tư, quảng bá chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên cho các nhà tuyển dụng. Trong thời gian tới, kênh sẽ tiến hành một số hoạt động cụ thể, đó là kết nối doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực, kết nối đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, kết nối đẩy mạnh hợp tác viện trường doanh nghiệp, kết nối đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn chính sách để phát triển doanh nghiệp, truyền thông quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thu hút trên 500 doanh nghiệp tham gia, cung cấp 15.000 đến 20.000 lao động trí thức cho các doanh nghiệp đối tác, cung cấp nơi thực tập cho 2.000 đến 3.000 sinh viên mỗi năm, thu hút 500 chuyên gia doanh nghiệp cho các đơn vị đào tạo bồi dưỡng bao gồm liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ cho 5.000 người mỗi năm, thu hút và triển khai 10 dự án đầu tư công, ít nhất 20 hợp đồng tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ mỗi năm. Với tôn chỉ hoạt động đổi mới sáng tạo, trách nhiệm quốc gia, phát triển bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội đang ấp ủ và thực hiện những ý tưởng lớn, đem lại những giá trị tốt đẹp trong hành trình ươm mầm tri thức đỉnh cao cho đất nước. Sự ra đời của kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo ra sợi chỉ đỏ thông suốt về cung và cầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để cùng chung tay vào sự phát triển của quốc gia, dân tộc, hiện thực hóa mô hình Đại học đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội như nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 6 đã định hướng.